Tôi 32 tuổi, làm kỹ sư xây dựng. Em 29 tuổi, quản lý trung tâm ngoại ngữ. Em khá giỏi và năng động. Chúng tôi xác định sẽ cưới, nên tôi đưa em về thăm gia đình của tôi. Con chào mẹ, con mới về. Dạ, đi đâu giờ này mới về? Con đi chơi mấy đứa bạn mày xíu. Mày đi hoài vậy? Ủa, anh hai mới về. Trời, nhớ lắm, quá trời luôn á. Mày xạo xạo mày ơi. Ủa, anh hai. Chị Trang đúng không? Trang nào? Còn Trang nào nữa? Hai chị Thủy. Thủy nào? Trời. Em. Dạ. Chị đến Hồng đi. Chị Hồng mà hôm bữa anh hai nói với ấy mẹ. Tôi sợ tôi cóc vô mỏ mày giờ. Thi cử sao rồi? Ôi, học hành gì thi cử với nó anh. Rớt rồi, tuần sau thi lại nè. Chị nghĩ ngon mẹ khoe nữa. Ê, mà mẹ ơi, mẹ có gì ăn không? Con đói bụng quá. Ờ, chứ anh ta cũng quên nấu cơm rồi. Hay là con dắt bạn con xuống nấu được không? Dạ được. Rồi nấu, nhớ nấu nhiều nhiều xíu. Hôm nay có ba về ăn nữa. Ủa rồi con nấu được không con? Dạ, dạ được cô. Cô để nó con nấu cho. Cô đi làm gì cô mấy dễ thương ha. Ừ. Mẹ ra giường đi ha. Ừ, con dắt bạn con xuống đi. Đi nấu anh. Nhà mình ngoài ba đứa mẹ anh còn ai nữa không anh? Ừ, còn em trai với lại đứa cháu. Em trai nãy em mới gặp á. Anh kêu hết sức này đi. Người phụ em rửa gà, người nhặt rau. Anh phụ em nấu ăn. Cho nó xong sớm còn ăn nữa trễ rồi. Tụi nó còn nhỏ mà em, cho tụi nó chơi đi. Anh à, em rất là rõ ràng. Muốn ăn thì phải nấu dọn. Không nấu dọn thì khỏi ăn. Không ai làm không cho đâu mà hủy. Thôi, đợi tụi nó còn nhỏ rồi nó chênh chênh nó chơi đi. Ở đây để anh làm cho. Thấy em cắt cho. Hai. Mẹ gọi kìa. Mẹ tôi đã đứng đó và nghe toàn bộ câu chuyện. Mẹ tôi nổi giận trước lời nói của em. Mẹ nghĩ em đang ám chỉ bà. Tôi vội vàng thanh minh, nhưng sự giải thích đó không so dịu ác cảm của mẹ dành cho em. Khi đưa em về nhà thì tôi có nói: mẹ nói là mẹ anh không thích cách nói chuyện của em hồi nãy. Nhưng mà em không có nói mẹ. Nếu những lời nói của em mẹ anh cho là sai thì em không về làm dâu nhà anh được. Chúng ta cần thời gian suy nghĩ lại. Anh nên nhớ là em rõ ràng trong mọi vấn đề, kể cả chuyện bếp núc, nội trợ. Nếu như ngay từ đầu anh không nói rõ với em á, thì mình dừng lại đi. Tôi rất mệt mỏi khi phải nói để em hiểu, nhưng em rất cứng đầu. Tôi yêu em và không muốn mất em. Các bạn hãy cho tôi lời khuyên. Xin cảm ơn. Hi, hello các bạn. Mình là Sói, thành viên của Vanda Đồ Đá Xanh. Thì vừa rồi mình vừa quay xong cái clip mà các bạn vừa xem xong. Thì trong nội dung trong câu chuyện đó thì cô gái đó rất là láo cá, chưa là gì hết của anh chàng đó mà lại là quạnh hẹ và có thái độ rất là khó chịu. Và thật sự tôi thật cảm giác là cô gái đó hai mặt. Vì lúc đầu thì rất vui vẻ với người mẹ, nhưng mà về sau thì lại nói là hằng học khó chịu, rồi kêu phải kêu em Út rồi vào làm. Thật sự nếu mà tôi là người mẹ đó thì tôi cũng không chấp nhận người con dâu như vậy. Thì tôi là cái chàng, còn bản thân tôi là chàng trai đó thì tôi chắc chắn sẽ neo vào cô gái đó và kiếm một vài người khác. Và tôi rất là mong các bạn có thể là nêu ý kiến cá nhân của mình vào câu chuyện vừa rồi. Nếu các bạn là chàng trai đó thì các bạn sẽ ứng xử như thế nào trong mối quan hệ đó? Thì có một ý kiến đó là mẹ của chàng trai thì cũng hơi kỳ. Tại vì khi mà đưa bạn gái mới về nhà vậy thì kêu bạn gái vô bếp nấu nướng thì cũng hơi kỳ. Mẹ có thể xuống làm cơm để đãi người đó, đãi khách trong nhà chẳng hạn, thì ý kiến như thế nào? Theo tôi thì thật sự là nếu như mà đãi mà người mẹ đó mà bước vào nấu một bữa cơm cho cô gái đó thì tôi sẽ đá một đá dằn ra khỏi nhà liền ngay lập tức luôn á. Tại vì mẹ tôi thì không phải là người hầu của họ ha. Còn mới về mà kêu là phải nấu cơm cho ăn thì tới hồi mà mẹ tôi nấu cơm không nổi nữa thì nó đuổi mẹ tôi ra khỏi đường hả? Xin lỗi. Biết. Theo như ý kiến riêng của mình thì mình cảm thấy người bạn nam này có vẻ hơi hiền, nhu nhược. Tại vì cái thái độ của bạn nữ khi mà lần đầu tiên về nhà bạn nam là không được tốt cho lắm. Mới ngày đầu mà đã bắt là bạn nam lôi hết anh chị em rồi họ hàng xuống phụ giúp mình nấu ăn. Khi mà người bạn nam này góp ý nhẹ về cái không vừa lòng của người mẹ thì bạn nữ lại tỏ thái độ rất là bức xúc, nóng giận và đòi chia tay luôn. Như vậy thì mình thấy bạn nữ trong clip này không được, là và bạn nam cũng không có nên níu chân hay là níu giữ cái bạn nữ này làm gì. Tại vì cái tính cách của bạn đó đã như vậy rồi. Còn nếu như mà có thể thay đổi được thì hai người từ từ nói chuyện lại với nhau xong rồi thương lượng. Thì cái đó là trường hợp mà mình thấy không khả thi cho lắm. Thứ
tốt nhất là nên dừng lại. Rồi đó là ý kiến riêng của mình. Còn các bạn có những ý kiến khác thì có thể góp ý bên dưới. Xin cảm ơn các bạn.